làm gì tôi đâu. Ai sao tiền vào đâu? Đánh một thấm. À, đi để con chó đi. Ok mọi người. Ôi ôi. Vãi cả thằng cân lim gà vãi. Lao lên cho quy vào mồm mình á. Chịu đấy. Nó thể luôn. Kìa, nó lên nhỉ? Kinh thằng này 1,2 triệu người theo dõi. Lấy không? Lấy không? Nó không có link YouTube mà. Yo, thằng này ngon đấy. Ok mọi người. Biến người luôn. Chắc chắc đừng đánh đi. Đánh con chết đâu chết đi. Chó ngu cứ đi đánh con ấy thì kiếm bắn nó luôn. Vãi cả clip. Clip 11 tiếng. Oh my god. Sướng không? Không khổ rồi, em phải cắt đôi à. Cái gì? Máy tôi không gen được 11 tiếng. Mày tôi chỉ lên được tối đa là 8 tiếng rưỡi thôi. Ui. Với cả 11 tiếng nó nặng máy ổ C đang ít vãi lìn nè. Cố tình đi lên. Ngáo thật đi. Yo à, mọi người. Thôi, hỏng đấy. Không được. Thôi, nó hiểu. Nó gành khó chịu. Ok. Thằng này lười vãi, về sau toàn 1-2 tiếng ạ. Phi thế Rumble nó xanh thì cũng như nhau. Kệ tôi thích vậy sao. Vãi mấy cái 11 tiếng, 10 tiếng con không tải được thôi. Ngày chơi. Ok mọi người. Bình cái đéo. Bố vừa ra đường. Làm sao cô lại dính? Hay thật. Lùi đi AD. Sao vô nó gì rồi. Tôi kẹt nó đi. Rồi. Cứu được thì cứu. Cứu được thì cứu. Ok. Mọi người tôi vào thăm mình đi. Ui. Ký quá. Rồi mọi người. Hỏng rồi. Cứu cứu cứu. Kìa sao cô thằng này thằng kia giáp tinh rồi. Còn lỡ mà cú bích đần vãi. Ok mọi người. Đã thấy nó di chuyển lệch lệch một tí rồi. Tinh rồi mà. Này Tuấn Anh live stream Free Fire giống như này nè. Sao cô này cũng gà luôn. Nó không biết cách cái đánh không biết xanh mà. Tuấn Anh đánh live stream Free Fire như cái ông nước ngoài này. Ui, sẽ có CD 06.
lên hàng cái đồ vương miện Tuvalia đồ số bốn ạ. Còn nhìn thằng xin việc nó lên đồ Ok. nên đồ đấy chạy nhanh ăn thua gì yếu vãi trưởng luôn. Như Lên đồ thế lấy tập chạy. rồi mọi người. thà nó lên một cái giày ấy mà chạy nhanh hơn. Không có lên cái chợ băng được. Chợ băng được mấy phải. Chợ băng nó khó chịu. Chợ lên thế thì nó vô thành vô phải phải. Ok. Mày đứng im đấy. Mọi người hãy tò mò theo mình Đứng nha. tí vãi. Vô. Thế chứ ra đi đường Đây nha chưa mọi ăn người. trễ thế. Mọi người hãy tò mò theo Chạy mình nha. đây ơi. Chịu rồi. AD kiểu đấy chịu rồi. Có tele này có đánh Không, bỏ đi bỏ đi bỏ đi. Tôi chết rồi. Vô nha mọi người Tôi cho ơi. cũng ngoan đấy, tôi xuống nhé. Khó Ơ đấy. đi đi tôi ở đây tôi xuống làm Vô. gì anh nhỉ. Khó đấy. Đây là bức tranh của mình nha mọi người. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả vào cuối video nên mọi người hãy theo dõi mình nhé. Ok. Tự dưng. Để kém quá nên đồ kia bắn ai Trước em ghét uống Sting mãi giờ với anh tự dưng thấy cũng ngon. Thế trước ghét uống Sting cực. em hai mặt đi em Hỏi Thịnh mình xem trước có động vào Sting không bao đâu. giờ uống đâu tại nó ghét chua chua Không phải, nó nhiều ga uống khó chịu. Cả Coca nữa. coca nó để cho hết ga nó uống uống hay đau bụng chết. Uống Coca tôi toàn sóc lên cho hết ga mà. Mày uống nhiều ga uống nó bị sặc mấy cả bị cay miệng. Thằng này toàn bắn đi trước thôi nhá. Đánh ảo cơ. Vô. Vậy tải lâu vãi ý gì à? Thôi Chuẩn giết nó, giết nó, Ok giết nha nó, mọi giết nó. Đây người. con ơi. Ủa tớ anh còn quay không? Con sao bút con giáp rồi sao đấy, bút giáp rồi Không đấy. quay nữa Chạy nè. đi, chạy đi, chạy đi. Ồ. Ping cái chó gì. Đấy, 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 đấy. Đây, ok Ok này nha. đây này. Tôi Mình chết chơi rồi đi. Đây sao cô này. Sao cô bé. Không đây này, thằng sao cô ở dưới này. Nó đây này, nó lặn đây Ơ rồi. rồi. Yo, À đi không di mở chuyển. ra như gì cái này chạm tay chưởng cửa sao? Thì toàn vào góc trên cho chúng nó đánh. Ủa con này lít sai Ok mọi người. Đây mọi người hãy tôi muốn theo mình nha. AD đánh kiểu gì cứ có ulti là dùng bật. Yo. Ok. Mọi người hãy chuẩn bị xem mình Bây giờ nhìn thằng Nam Bồn có chối không? giơ tranh cho mọi người Chưa nha. khỏe rồi. Xin gật xuống đây, bỏ đường xuống đây. Thế chịu. Rồi ai đi Bật tốc hành làm gì? Giết Yo, tôi. mọi người. Đánh cũng gọi là khó chịu. Khó thì khó nhưng chứ bây giờ cái kia hậu quả mà nó để lại thì ai gánh vác? Cái bệnh nhân chất Cái độc gì rồi thế đấy? nào? Ý sao em hất thế? Đéo mẹ tái một tí âm. Cuối Mệt thật. đi. Chạy Ờ đi anh chạy đi. đưa đồ đấy. Con Rumble ở đâu ấy? Con Rumble xuống hay Rumble sao? không thấy đâu. Ở đây kìa. À Rumble ở trên. Ở đây điên rồi. À đi đi họ chấm thật. Đi thế chị còn đâu. Vinh đánh gì đây? Nó có mắt rồi còn ăn giống. Ok. Chợ nó yếu rồi, nó yếu rồi.
Ok mọi người. Không yếu chút nào đâu. Nó có hai cái. Hôm qua quýt nó mạnh rồi. Thôi, chúng mình chết. Chúng mình chết. Hai mạng. Mày làm gì ấy? Chết đâu? Không, à nó chết rồi. Quýt truy tập hết đi. Khi tập hết vào đây ăn cứ... Ui! Vô nha mọi người ơi. Ma thể chứ quái. Ngu quá tự nhiên lao lên cho dí ngủ. Hay quá thôi. Dí là rồi gì thôi. Dí thật. Ok. Đây là số nào chứ? Làm ba quả sắt đào mua phát. Mọi người hãy theo dõi mình để tô màu nha mọi người. Single khó chịu hết. Nhìn khó chịu luôn. Con này lít cả mặt yo. Tôi nhìn tôi còn cay khổ thằng kia. Thằng cắt đi. Thằng này đi cáo không? Không phải cam mà nó đánh đần như thế này. Cùng đi, cùng đi. Không, không. Ok nha mọi người. Rộ xa rộ thẳng mặt con Sako nhưng tiếp lên. Tiếp lại xuống nhỉ. Non rồng. Rồi non rồng, non rồng. Vô nha. Mình sẽ tô hết như này nha mọi người. Thấy không? Ok. Cay cứ cay đi. Khó chịu chưa? Tái phên mà đang vào to. Này con Kalin đi lại ngáo rồi. Cứ đang đi thì đánh hạt thông nổ ngáo. Thôi, thằng tiếp ăn một cái gọi là ôi vô nha mọi người. Hoảng sợ ấy. Mọi người chuẩn bị xem bức tranh của mình để tô nha. Con hôi hôi này bạn nhờ, không phải tôi bị con này nó tìm được. Đẩy đi, đẩy đi. Vô nha mọi người. Kệ làm kia luôn, chứ biết làm được. Ờ, thì giờ chả kệ nó thôi chứ. Nó biết tự là... chạy được. Nó tự làm, tự ăn vậy. À. Sapo này. Chịt cụ của mình. Đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh. Không, tôi đánh con kia mà. Ý, chạy đánh con đấy. Ủa, có choáng, có choáng. Thôi lùi nha, có tốc biến, 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 có tốc biến. Có qua bước chặn đường này. Không có tầm tới. Ok. Đau chưa? Ở đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Đợi mình đánh số nha. Đây là bức tranh của mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình để tô nha. Cảm ơn, bye bye. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nhé. Bye bye nha.